Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 16 tháng 12 năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đã lập biên bản xử phạt 537 trường hợp người đi xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn. Tính riêng tại trạm cảnh sát giao thông Tân Túc, từ đầu năm 2024 đến nay, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hơn 2.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, trong đó có 21 trường hợp vi phạm là người điều khiển xe đạp điện. Còn tại đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 12 tháng 5, đơn vị đã ra quân kiểm tra, lập biên bản xử lý 2.871 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn. PC08 cho biết, khoản 1 điều 35 luật phòng chống tác hại của rượu bia nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó, các trường hợp điều khiển xe đạp, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe máy điện, trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg trên lít khí thở. Phạt tiền từ 300 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe máy điện, trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 đến 0,4mg trên lít khí thở. Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy, kể cả xe máy điện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở. Tất cả các trường hợp đều bị tạm giữ phương tiện không quá 7 ngày. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân, rượu bia là chất kích thích gây ra nhiều tác động đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Dù là điều khiển xe đạp điện, thì việc điều khiển phương tiện trong trạng thái đã có sử dụng rượu bia đều đặt người lái xe vào những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, để qua đó phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến hành vi vi phạm này. Chiều 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng trong tiệc sinh nhật, khiến một người tử vong, hai người bị thương tại địa bàn xã Phú Mỹ, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt chung mức án tù chung thân đối với 4 bị cáo gồm Nguyễn Hồng Anh, 31 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Hà Hữu Vũ Minh Luân, 37 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An, Nguyễn Kỳ Vỉ, 29 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại chợ gạo Tiền Giang, và Phạm Văn Nhân, 24 tuổi, ngụ Vĩnh Hưng, Long An. Cả 4 bị cáo đều chung tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt 18 năm tù đối với Võ Thành Hưng, 25 tuổi, ngụ thành phố Tân An, 17 năm tù với Trần Võ Khánh Duy, 23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, 14 năm tù với Nguyễn Sĩ Nghiêm, 24 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, và Phan Thanh Nhàn, 28 tuổi, ngụ thành phố Tân An, 4 năm tù với Huỳnh Minh Sang, 25 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, cùng về các tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Hồ Đăng Quang, 24 tuổi, ngụ Vĩnh Hưng, Long An, bị tuyên án 15 năm tù về tội giết người. 4 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm Lê Quang Trong, Nguyễn Văn Nhẫn, tối 14 tháng 8 năm 2022, Nguyễn Hồng Anh đã gọi đối tượng Thạch Thay mang một khẩu súng nòng ngắn và một túi da đựng một khẩu súng dạng ổ xoay đến đưa cho mình. Võ Thành Hưng tự trang bị sẵn một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay do Hưng đặt mua trên mạng. Sau đó, các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Kỳ Vỉ, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy tụ tập trao đổi, tìm cách bắn nhóm của Trong và Nhẫn. Sau khi bàn bạc xong, Hà Hữu Vũ Minh Luân sai Trần Võ Khánh Duy điều khiển xe mô tô chở Võ Thành Hưng ngồi sau, cầm theo hai khẩu súng, cùng thanh niên tên Tài Le, không rõ nhân thân, chở Huỳnh Minh Sang cầm khẩu súng nòng dài đi tìm nhóm của Trong, Nhẫn. Do trên đường đi gặp công an đi tuần, nên Huỳnh Minh Sang vứt súng ở ven đường. Cả nhóm không tiếp tục đi bắn Trong và Nhẫn, mà lên kế hoạch sẽ bắn trong tiệc sinh nhật của Nhẫn vào tối hôm sau. Khoảng 20 giờ 15 phút,
ngày 15 tháng 8 năm 2022 tại trại nuôi gà của Hà Hữu Vũ Minh Luân ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Các đối tượng gồm Luân, Hồng Anh, Nghiêm, Nhàn, Nguyễn Kỳ Vĩ, Khánh Duy, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang thống nhất bàn bạc, trang bị súng tự chế, áo mưa, phương tiện và phân công người đi đến tiệc sinh nhật của Nhẫn để bắn nhóm của Trong, Nhẫn. Sau đó, Hồ Đăng Quang chở Nguyễn Kỳ Vĩ, Trần Võ Khánh Duy chở Phạm Văn Nhân đến trước nhà Nhẫn, rồi giảm tốc độ để Nguyễn Kỳ Vĩ và Phạm Văn Nhân ngồi sau, dùng súng hoa cải bắn thẳng vào bàn tiệc. Lúc này tại nhà Nhẫn đang tổ chức 3 bàn tiệc với khoảng 25 đến 30 người tham dự. Vụ bắn súng khiến anh Nguyễn Phương Duy không qua khỏi, anh Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%. Thời gian qua, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, một số đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để mời gọi, lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam sang nước ngoài lao động, biến họ trở thành nạn nhân trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Công an Hà Tĩnh đã nhận được đơn cầu cứu của nhiều gia đình nạn nhân bị các đối tượng lừa bán cho các tổ chức tội phạm người Trung Quốc đang hoạt động tại Lào. Với quyết tâm đấu tranh với đường dây ổ nhóm tội phạm mua bán người, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều mũi công tác để đấu tranh, triệt phá tội phạm này. Sau một thời gian điều tra, phát hiện đối tượng Lê Xuân Thành, sinh năm 1989 ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cùng đồng bọn đã thông qua mạng xã hội sử dụng danh nghĩa tuyển dụng lao động sang làm việc tại Lào, Thái Lan với mức lương từ 18 đến 30 triệu đồng để móc nối tổ chức đưa người Hà Tĩnh sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tại tỉnh Bò Kẹo, Lào, bán cho các đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo quốc tế trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu. Tại đây, người lao động sẽ bị chúng khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến. Ngày làm gần 20 tiếng, có trường hợp không được trả lương, bị các đối tượng đánh, quản thúc không cho ra ngoài. Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, họ bị giam giữ, ép gọi điện về người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Sau gần một tháng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng chức năng của Lào phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây, gồm Lê Xuân Thành, sinh năm 1989, Lê Anh Tuấn, sinh năm 1990, cùng chú xã Kỳ Lợi và Dương Anh Điện, sinh năm 1986, chú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Lê Thanh Trầm, sinh năm 1978, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đồng thời giải cứu đưa 36 người Việt Nam, trong đó có 22 người Hà Tĩnh từ trong đặc khu kinh tế Bò Kẹo về nước an toàn. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm người Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào, với nhiệm vụ thông qua mạng xã hội lừa đảo người Việt Nam đầu tư vào các app lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, Thành và Tuấn đã thông qua mạng xã hội tuyển dụng người sang Thái Lan lao động, việc nhẹ lương cao. Với phương thức thủ đoạn này, Thành và Tuấn đã đưa 22 người Hà Tĩnh qua cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo và giao cho các đối tượng Trung Quốc. Số người này khi sang được cung cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn đào tạo lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, không trả lương nên số người này đã liên lạc về nhà để trình báo cầu cứu. Được biết, đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào do Lê Xuân Thành, Lê Anh Tuấn cầm đầu nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành. Ngoài việc tổ chức hoạt động mua bán người từ Việt Nam sang Lào, Lê Xuân Thành, Lê Anh Tuấn và đồng bọn cũng như những nạn nhân bị bán sang Lào đều tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.